Cây tùng la hán và vai trò của nó trong phong thủy gia đình. Cây tùng la hán được biết đến như là một trong những loại cây mang lại nhiều may mắn và tài lộc cho gia đình. Với một lịch sử lâu đời và ý nghĩa sâu sắc trong phong thủy, cây tùng la hán đã trở thành một trong những cây cảnh được ưa chuộng nhất trong việc trang trí không gian sống. Trong video này, Vườn Tươi Tốt sẽ cùng bạn tìm hiểu về những bí mật của cây tùng la hán trong phong thủy gia đình nhé. 1. Lịch sử và ý nghĩa của cây tùng la hán. Cây tùng la hán có nguồn gốc từ Nhật Bản và Trung Quốc, cây đã được chọn trồng và sử dụng trong phong thủy từ hàng trăm năm trước đây. Theo truyền thuyết, cây tùng la hán được tìm thấy trên đỉnh núi Thái Sơn ở Trung Quốc và được xem là biểu tượng của sự bất tử và sự giàu có. Cây tùng la hán có tên gọi khác là cây tùng vạn niên, tượng trưng cho sự bình an và tài lộc trong phong thủy. 2. Lợi ích và tác động tích cực của cây tùng la hán trong gia đình. Cây tùng la hán có khả năng hấp thụ năng lượng xấu và mang lại sự cân bằng và bình an cho không gian sống. Ngoài ra, cây tùng la hán còn giúp tăng cường năng lượng tài lộc và sự giàu có cho gia đình. Cây tùng la hán được xem là biểu tượng của sự bền vững và ổn định, giúp đem lại may mắn và hạnh phúc cho gia đình. 3. Cách chăm sóc và sử dụng cây tùng la hán để đạt được tối đa hiệu quả trong phong thủy gia đình. Để đạt được tối đa hiệu quả từ cây tùng la hán trong phong thủy gia đình, bạn cần chăm sóc cây một cách đúng cách. Cây tùng la hán thích ánh sáng mặt trời và được tưới nước đều đặn. Ngoài ra, bạn cũng nên đặt cây tùng la hán ở vị trí phù hợp trong không gian sống, đảm bảo mang lại tài lộc và bình an cho gia đình. Với những lợi ích vô cùng đặc biệt của cây tùng la hán trong phong thủy gia đình, không có lý do gì để bạn không sở hữu một cây trong không gian sống của mình. Từ việc tăng cường năng lượng tài lộc đến đem lại sự bền vững và ổn định cho gia đình, cây tùng la hán sẽ là một sự lựa chọn tuyệt vời cho những ai muốn mang lại may mắn và hạnh phúc cho cuộc sống gia đình. Hãy bắt đầu trang trí không gian sống của bạn với cây tùng la hán ngay hôm nay để đạt được tối đa hiệu quả trong phong thủy gia đình. Chúc bạn tìm được cây hữu duyên với mình. Nếu bạn quan tâm đến nội dung này, hãy vào trang cá nhân Vườn Tươi Tốt để tìm hiểu thêm về tùng la hán, bonsai và sân vườn nhé.